Chiếc túi sách bình dân đến từ Việt Nam, mọi người nhìn cái form túi này. Căng đét khét đẹp luôn mọi người ơi. Em túi này được chị Hà Linh review nên là nó siêu hot luôn. Ở đây thì mình có một em màu trắng. Cái thiết kế túi hình bán nguyệt như này trông rất là trẻ trung. Cái form túi công nhận là nó cứng cáp thực sự. Em này là phiên bản da bóng rất là dày và đẹp. Quan trọng là những cái túi như này mình thấy rất là dễ đeo. Có nút điều chỉnh độ dài của dây nên là mọi người không những đeo vai được mà còn đeo chéo được luôn. Bên trong có lót rất xịn sò mà còn có thêm hai ngăn nhỏ nữa cơ. Với cái độ rộng này thì mình thấy em nó được hầu hết những cái đồ cơ bản của con gái như là điện thoại, chìa khóa này, son phấn. Nhìn chung thì chất lượng của em này cũng không khác quá nhiều so với những cái dòng túi 800 1 triệu. Nhưng mà giá thì lại rất là rẻ nha. Còn chưa đến 200.000 luôn, có 168.000 hay sao ấy. Em mua nha mấy bà. Phải đi học đi làm dần cực kỳ tiện. Mua đây nhá. Chiếc túi sách bình dân đến từ Việt Nam, mọi người nhìn cái form túi này. Căng đét khét đẹp luôn mọi người ơi. Em túi này được chị Hà Linh review nên là nó siêu hot luôn. Ở đây thì mình có một em màu trắng. Cái thiết kế túi hình bán nguyệt này trông rất là trẻ trung. Cái form túi công nhận là nó cứng cáp thực sự. Em này là phiên bản da bóng rất là dày và đẹp. Quan trọng là những cái túi như này mình thấy rất là dễ đeo. Có nút điều chỉnh độ dài của dây nên là mọi người không những đeo vai được mà còn đeo chéo được luôn. Bên trong có lót rất xịn sò mà còn có thêm hai ngăn nhỏ nữa cơ. Với cái độ rộng này thì mình thấy em nó được hầu hết những cái đồ cơ bản con gái như là điện thoại, chìa khóa, đèn son phấn. Nhìn chung chất lượng của em này cũng không khác quá nhiều so với những cái dòng túi 800 1 triệu. Nhưng mà giá lại rất là rẻ nha. Còn chưa đến 200.000 luôn, có 168.000 hay sao ấy. Em mua nha mấy bạn. Phải đi học đi làm dần cực kỳ tiện. Mua đây nhá.